Rồi, kính chào các bác. Thì ngoài trời đang là mưa các bạn. Thì nay là một cái ngày chủ nhật mà em không đi làm được. Cho nên là em ở nhà em thử test cái game Liên Quân này cho các bác biết xem là chơi trên cái con LG Wing này nó như thế nào nhá. Thì như các bác cũng biết rồi đấy, LG Wing nó chỉ chạy cái chip 765G thôi và RAM 8GB, cho nên là không phải là cái con mà hiệu năng nó ghê gớm cho lắm, nó ở mức tầm trung thôi. Thì nay sẽ thử chơi cho các bác biết được xem là nó có chơi được không nhá. Thì đây các bác có thể biết được là trong nhiệt độ trong phòng em nó đang tầm khoảng 30 độ C nhé. Hôm nay một cái ngày cũng phát trời mà đang mưa, thì đây sẽ thử test cho các bác xem nhé. Đó thì em sẽ chơi một cái ván Liên Quân cho các bác biết được xem là chơi nó có ổn không và mức pin của nó sẽ tụt như thế nào nhé. Thì bây giờ đang là 95% đây và thời gian bây giờ là 9:43. Đó, 9:43 em sẽ vào lên Liên Quân. Đó, đây. Thì các bạn ạ, khi mà chơi trên LG Wing này ấy, thì con LG Wing này ấy, cái loa phải nó ở đây, cái loa ngoài nó ở đây. Dưới đây là khi các bác cầm ở cái tư thế này ấy, thì thường thường ấy, nó sẽ bị che mất cái lỗ loa này đi này. Đấy, dưới đây nó cũng khá là khó chịu. Nhưng mà nếu mà cầm ngược lại, cầm phía này này, thì cái phía này nó là phía camera, thì cầm kiểu thế này này thì nó lại hay bị chạm vào camera cũng khá là khó chịu. Nhưng mà cho nên em hoàn toàn phải cầm kiểu này, thì khi nó phải hở ra một chút để mà cho loa nó kêu. Đấy, cho loa to tí nhé, tại vì ngoài trời mưa đang là khá là to nên là nhiều khi là các bác có thể không nghe được tiếng của em hoặc là hơi bé thì đó, thông cảm nhé, trời đang mưa. Đó thì em sẽ thử chơi cho các bác xem thế nào. Thì đây là cái cấu hình này. Đấy, cho các bác xem cấu hình em đang để như thế nào. Thì đây em để là cái FPS cao nhé. Đó, các bác thấy là FPS cao này. Đây, độ phân giải này siêu cao luôn rồi nhá. Chất hình ảnh thì em để không để lên được nữa, bởi vì cái máy này nó chỉ cho để lấy thôi, chỉ cao thôi. Đó, còn tất cả các thứ đều mắc hết, hay có thể tất cả các thứ đều gần như mắc hết. Đó, hết luôn nhé. Chỉ có mỗi cái chất hình ảnh là không thể mắc được vì không lên được nữa. Rồi, điều khiển này thì em cũng cài đặt, tại vì em là chơi nó hơi ngu mà. Thế các bác là mà xem clip này thì các bác rất hết thông cảm nhé. Em không phải là dân chơi game, em chỉ test cho các bác vui thôi, cho các bác biết thôi, chứ còn em không phải là thằng chơi game giỏi. Cho nên các bác xem clip này mà có ức chế thì cũng rất là thông cảm. Okay, ai gọi đi. Ok, vào đấu hạng cho nó nguy hiểm. Đó. Đang là chất game ông nào đừng có nhắn tin giờ này. Em chơi con này. Đó. Thực ra là ông nào mà mua con Wing này để chơi game thì đúng là cũng không nên đâu. Nhưng mà được cái là cái con Wing này màn hình nó rất là sướng. Đấy, nó màn hình rất là sướng, nó ngập tràn luôn đấy. Cho nên là cái cảm giác chơi trên này rất là sướng. Và cơ bản nữa các bạn, em đang dán một cái miếng là cái miếng PPF ở trên con Wing này này. Cái miếng PPF này. Thì cái miếng PPF này nó sẽ cho cảm giác hơi bị đít tay hơn một chút các bạn nhé. Tại vì em cũng có một cái clip mà chia sẻ cho các bác không đấy, thì là nếu mà chơi game ấy, thì các bác không nên dán cái gì cả, hoặc là chỉ dán từ cái UV thôi, chứ còn dán cái PPF này thì nó đẹp thật đấy, nó mỏng thật đấy, nhưng mà nó khá là đít tay nha các bác. Giờ ông ấy nhắn tin hoài, đang là bận đấy. Cho nên là các bác nếu mà chơi game ấy, thì khuyên các bác là đừng nên dán một cái gì cả. Còn cái em đang dán thì hơi đít tay tí thì chơi nó hơi cảm giác nó không được mượt mượt mấy các bác. Và thôi, cứ test cho các bác xem thế nào nhé. Đó. Thì cũng có nhiều bác là chơi game thì nó có hiện tượng cái này này. Đấy thì các bác có thể là cài đặt kiểu gì cho nó nguy hiểm tí, nhưng mà em thì để mặc định hết. Đó. Có cái này. Nhiều khi các bác bảo là đang combat mà nó hiện cái này lên ý, thì em thấy là làm sao mà nó hiện lên được. Trừ khi là các bác vuốt ra thôi thì nó mới hên thôi chứ. Tự nhiên thì nó lên thôi được đây, dù các bác có chạm vào màn hình như thế nào thì nó đâu ra đâu. Đó. Rồi, chơi.
đây luôn. Còn thằng con thì cho các bác trải nghiệm nhé. Ngoài trời đang mưa quá các bạn. Đấy, nó hơi bị rít rít tay đấy. Nó hơi bị rít rít tay các bạn. Mà nhỏ nhỏ tí thôi. Đó, trời ơi, đánh ác luôn các bạn. Sợ lắm. Sợ luôn, sợ luôn. Đó, di chuyển nó hơi bị khó một tí. Dạ thôi, đi chơi thôi. Ơ đấy, nhiều khi nó bị cảm ứng nó bị hơi rít nên nhiều khi nó hơi đơ đơ. Nói chung là game này em luyện nó phải tầm đến 3-4 năm nay rồi. Nhưng mà chơi vẫn ngu như thường các bạn. Không phải luyện 3-4 năm mà luyện liên tục đâu, chỉ là em thỉnh thoảng em vào chơi thôi. Nhưng mà cũng có chơi, nhưng mà cơ bản là cái tố chất của mình nó quá thông minh nên là chơi game này nó cứ ở một mức never quá đỉnh như này thôi. Chơi toàn thua mà các bạn. Đó, như các thấy này, cái màn hình nó rất là rộng, chơi này là chơi sướng lắm các bạn. Nó thật. Tưởng cái chú thế nào vẫn chết chết các bạn. Vẫn còn hay hay lắm. Đấy các bạn thấy không, tầm kiểu này nó hay bị chạm vào cái loa trắng. Em đang tập trung chơi nên không biết là cái khung hình nó có bị sao không, tại vì không nhìn được cái màn hình của không nhìn được cái màn hình của cái camera. Em nghĩ là vẫn ổn, thỉnh thoảng nó nhìn được thôi. Như đội bạn này cũng có vẻ yếu rồi. Rồi, sợ. À, cái trò này nó chơi rất mất thời gian nên là em cũng ghét chơi, tốn nhiều thời gian quá. Nhầm. Về thôi. Đi đâu vậy? Yeah.
Không biết là mấy các bác xem em test game cái Liên Quân này thì tôi đến thời điểm này thì các bác có thấy cái trình độ em lên cao vút được không, chứ em thực sự em thấy là nó vẫn đang là kinh khủng rồi. Đấy, cái phần bị che đây. Cái rồi đấy. Thằng này đi đâu đây? Chết mẹ nó. Tự nhiên khi đầu của rõ các bạn. Đó thì chơi em sẽ cố gắng chơi hết cái ván này nha, tại vì các bác biết rồi đấy, cái chơi này mà nó không chơi hết thì sẽ bị mất cái điểm uy tín. Uy tín là số 1 các bạn, nên phải chơi, chơi là phải hết, không bao giờ đầu hàng, thua cũng không bao giờ đầu hàng, chơi nhiệt tình luôn. Chưa trò này em ghét nhất là đầu hàng ấy. Nhiều ông đi khi đánh thì đã đầu hàng rồi. Thua phải đánh chứ nhỉ, sợ gì mà phải đầu hàng. Tự nhiên hai con nó lao lao quấn mình. Không chạy được. À, ok, đấy, thế, đấy là các biết cũng hiểu là chỉnh của em nó cũng kinh khủng nghe rồi đúng không? Nói chung là quá kinh nhỉ. Đó, nói thật các bác là trải nghiệm cái màn hình con này nó vẫn là đang là tuyệt vời nhất, vì nó không có một khiếm khuyết gì, nó lại to nữa, trời đã lắm. Tuy nhiên là em dán cái PPF trên nó hơi bị rít tay một tí. Chúng mày lên đây. Chúng mày lên đây. Chúng mày lên đây. Đùa với sếp à? Đùa với anh à? Đùa với anh à? Đùa với anh à? Đùa với anh à? Chết mà chưa? Cho mà chưa ấy. Em chơi với anh à? Mà chưa vừa chơi vừa quay thì nhiều khi là cứ phải để ý cái này để ý cái kia, không được tập trung. Chơi trò nó phải đồng đội các bạn, nhiều khi gặp gặp team mà mỗi thằng đánh một kiểu, mỗi thằng đi một hướng thì nó cũng khó thắng lắm. Từ khi là người ta phải đánh rất là giỏi, mình thì đánh ngu rồi, chứ mình cứ phải đi ở cái đường có người này nè. Tí có thể là chết cho mình. Ừ, nó chạy mất rồi, nó đi cùng mà. Đi cùng phải đi cùng đi chứ. Chết vẫn chết đi. À nó cũng chết, mày quá. Có là tình. Đấy, thì trong quá trình chơi ấy, thì em đang thấy là cái máy nó không nóng lên nhiều đâu, nó hơi hơi nóng nóng một tí ở chỗ này thôi,
chỗ bên phải camera này. Em thấy là nó còn được nóng hơn con V50 ấy, bình thường. Cũng cơ bản hôm nay thời tiết nó không được nóng, không bị nóng mấy cho lắm, vẫn đang là tầm 30 độ này. Bình thường này. Rồi, chạy tiếp. Rồi đi đâu rồi? Đánh về 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 về. Chúng ta lên đây. Chúng ta lên đây. Chúng ta lên đây. Chúng ta lên đây. Đùa nhau à? Đùa nhau à? Đùa nhau à? Đùa với anh à? Ơ sao lì lì thế? Đùa với anh à? Đó, chỉnh lắm, các bạn thấy không? Chỉnh với em nó kinh khủng rồi. Ôi trời. Đùa anh à? Đấy. Ui giời, thế được chật chết. Khi chơi cho này nó cũng vui phết. Nhiều bác thì bảo chơi sẽ nghiện đấy, không nhận là mấy đứa bạn của em thì nó chơi nó cũng nghiện, nó cũng cày ác lắm. Nhưng không hiểu sao em chơi 3-4 năm nay nó chả thấy nghiện gì cả. Em mới để mà. Cơ bản chắc do mình không thể nghiện được nên là cái chỉnh của mình nó vẫn cứ cao vút như này thôi. Nó ngất ngưởng như này thôi. Và nhiều khi này, đang chơi này nó phải lau lau đi cho nó. Đấy, cái nhìn. Đó. Đấy thế thôi, lên đi anh em. Lên đi anh em. Thôi xong rồi. Ủa trời ơi, đúng đấy. Đúng đấy. Đúng thế. Đúng thế. Đúng thế. Đấy à. Đúng cũng chết. À, mình có chưa mới rồi. Mình có cái nào lên mình chán thôi. Mày chết đi. Mày chết đi. Tấn công chúng nó, tấn công chúng nó. Đùa với anh. Lên đi nhá, lên đi, lên đi. Trời ơi, lên nào. Tấn công nó anh nhanh làm gì nào. Mệt quá rồi. Tấn công gì nào. Tấn công gì nào. Chết rồi, cháy mọc. Không là cứu mình cả. Rồi. Cái clip này em thấy khá lâu rồi đấy, mất 14 phút chơi cái này rồi nè. 14 phút chơi. Lâu phết rồi, 14 phút chơi trong ván này. Đấy, vẫn cho các bạn xem lại cái cấu hình. Đấy. Các bác có để ý cái FPS không? Từ nãy giờ em chẳng để ý đâu nhưng mà em có thấy bị tụt FPS rồi. Không biết các bác cài đặt thế nào chứ em. Cái con này hay là con chơi trên con V50 thế thôi.
nó có bị cực FPS mấy đâu, nó chỉ có 59 60 thôi, thậm chí có lúc lên 61. Anh em mau lên thôi. Anh em nghỉ đâu, em bị cô giờ quá. Chết rồi. Ôi, tôi bẩn không chết được. Trong cái lúc hỗn chiến thì các bạn em hay bị ấn nhầm nút rồi để nhiều khi không xác định được phương hướng địch nó nằm ở đâu ấy. Chơi buồn cười lắm đó, như các bạn thấy em chơi từ nãy giờ nó cũng chả cảm giác gì mà nó quá đáng cho lắm. Một cái nút này là nhiều khi là nó ở xa đây quá, nó gần đây thì nó khu này thì ngon này, nó xa đấy nhiều khi em bấm nhầm thôi. Cái nhiều sao họ em thấy chơi vẫn ổn, nóng thì có nóng rồi phía sau này một tí nhưng mà thấy điểm ấm thôi. Chạy rồi anh em, chạy hết rồi anh em, chạy hết rồi, không có đồng minh chạy hết rồi, lên đó. Lên 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 17 phút rồi mãi không đi xong trận này. Lên. Đấy, các bắt đầu công đi chạy nó tán loạn mỗi chỗ một. Mình đang định chơi nên đi chạy ngang chết đã rồi. Nào ứng xử mình vẫn thắng rồi. Thôi có ai đâu mà mình chơi. Nhầm địa chỉ đó ạ. Ôi không có lính đâu cả. Thôi trên nó đi, hạ nó đi ra tầng nghỉ nào. Rồi tốt rồi, xong rồi các bạn mày quá, cuối cùng sao sợ chưa đó. Thì em đã chơi xong cái ván liên quân rồi đấy, xem nào. Mình đánh cái kinh phết đấy kia các bạn, nhưng mà phải xếp cuối thì phải đâu thế nào. À cũng không đến nỗi cuối, gần cuối thôi. Đâu thứ hai thứ ba ấy chứ sợ chưa. Nói chung là em chả biết đâu. Đấy, nói chung là đã chơi xong một ván liên quân tầm khoảng hơn gần 20 phút thì đây em sẽ thoát ra, thoát mãi nó mới ra các bạn. Thì đây thoát ra rồi, và cái pin của nó đây các bác đấy, lúc nãy là em nhớ không nhầm nó là 95 đúng không, thì bây giờ còn là 89, 95 với 89 thì là mất có 6% thôi. Một ván liên quân bắn về từ 10 giờ 43 phút coi như 45 đi, 45 về tầm khoảng mất khoảng 20, hơn 20 phút một chút, 20 phút đấy, như clip này tầm khoảng hơn 25 phút rồi thì là mất khoảng 6%, 6% là thế là ổn, 6 phần mất 6% pin này. Đấy, và chơi hơn 20 phút một chút. Đấy thì là ổn, thì là đấy các bác biết được là cái game liên quân ở trên con Win này thì nó sẽ như thế nào nhá. Đấy, còn những cái game khác thì em có tải mấy game ở đây này.
nhưng mà nay em chỉ chơi cái Liên Quân thôi, hôm khác mà rảnh rỗi em sẽ chơi cái game khác cho các bác xem nhé. Rồi, ok, chào các bác.